Chào các bạn, chúc các bạn năm mới 2022 thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi, vạn điều bình an nha các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình thể thao 7 ngày của Đài Loan. Đường phát xuống ký túc xá trường FPT. Điểm nhấn thể thao. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bàn ngoại đi nữa. Việt Nam trên con đường giành tấm vé tham dự World Cup lần đầu. Thank you.
Ở đây ok đó phá. Có không? Có cửa này ra ngoài nữa rồi. Nó trốn chơi. Nó trốn đi chơi. Rồi nữa ngủ trưởng ban kiếp sáng nhậu luôn. Anh chuyển Phạm Gia Tiến từ 201 qua 102 anh. Ai gọi anh Tuấn là nói anh cái gì ông điện cho anh thấy rồi. Chưa đâu mày, sắp xong tới rồi. Còn tí nữa mình ăn cái bàn giao nó là còn. Mời bạn Nguyễn Quỳnh 201. Có nên mở quạt không? Dạ một tí bạn bạn phân được Dũng Hồng á, thì Dũng Hồng xuống dưới nhận. À, này có rồi nè. Qua Nguyễn Khang nó lấy rồi nè. Ở đây nha. Biết là quạt đó, ở đây có ba chế độ, biết 1, 2, 3 tương đương với mức quạt của mình nó 1, 2, 3 đó. Có, có đặt ở đây không? Hơn 2, 3 độ quạt mình đó, như thế là đang đứng mình chọn nguyên non, để quay nè, mình chọn thứ thì được nó đặt quạt luôn, đó như này nè, đó luôn đó. Lên lầu 2. Lầu 2. Đây nè, thắng thôi. Không, lên cái nữa. Trời. Lầu 2 nữa. Không nổi đâu. Ôi, cao quá em ơi. Em ở chỉnh. À, chỉnh mực hả? Đúng nữa. Cho nó tiện vô anh. Đúng rồi, phải hóa gì học lớp 1. Ngon lành lắm. Em kiến nghị bạn con rồi. Dạ, nhỏ mà lớn bị. Quá trời. Đây là con cưng không? Đi học có thằng con năm người đi theo. 2003 không. Dê con không. Nguyên cái phòng hát 6 con dê. Không, cháy. Con gái.
Không tính nha, không có lý. Lên đi Bình Hương. Lên đi anh. Các bạn vào ra thì ba mày vô thôi, đợi xíu chủ phòng ra để cái chuyện đó bắt đầu phòng em rồi. Đi vô. Đó. Chưa thấy đâu vậy? Rồi. Kéo được mà. Mỗi người ngăn đó. Con ngăn trên đi. Nè, ngăn dưới nè. Ngăn dưới. Vậy thì chú là ở đây là 6 người rồi. Tủ thì mỗi người ngăn. Cái gì? Mỗi một người một ngăn. Để lại góc mà này. Đồ thì như ở đây. Cái này. Hả? Cái nó xài cho thể như quần áo đó. Buổi tối đêm nay ngủ cũng vui rồi. Chứ còn đi tắm kìa đi thấy. Khỏe. Có đem có mua cho dùm gọi không? Trời trời, sao mà mua cái lược xanh lè vậy? Cái lược sao xanh lè vậy? Em mua, em mua nữa. Nó là lược cơm mà. Đúng mà. Trái. Bên đây sáng 12 đứa. Cái này có 2 con làm. Này phải thức sớm rồi đi vệ sinh nha. Con bị vệ sinh lâu lắm, ở đây tập thể là con phải tranh thủ à. 10 đừng để người ta phiền nha. 12 người. Hơn chứ. Hồi xuống vệ sinh của anh Hoa Tao luôn. Thì ở đây từ từ. Ai? Thôi ấm rồi đi. Mấy ngày nè. Có thiếu gì thì nhắn Zalo mẹ nghe. Có gì mẹ chở xuống cho. Nói nghe nè Phát, suy nghĩ cho kỹ đi, thí dụ cần bàn gấp gọn hay gì thì nó trả xuống nha. Thôi về mẹ ơi. Cuối tuần nó mới về. Chủ nhật nó về rồi giờ nữa. Nói là chiều 6 bữa 7 kìa. Rồi chị nhập con chú này lại. Rồi, thì ai biết muốn đi sao rồi đấy. Ngồi xuống nha, chạy ông ngoại gì cũng gác đó con. Không, chú. Chở đi nhau đi ăn đi, chút đưa về đây. Hay là ăn chút đi. Hay là chút cha mẹ mua cho hộp cơm. Căn tin bên này chưa bán. Căn tin này chưa bán. Cũng có hấp cáp đi. Bây giờ là đã xong rồi nè các bạn. Giờ phải về.
Bà mẹ đứng đây đi cho nó mát. Mẹ ngồi đây, mấy ngồi đi. Em xích lại đây cho hai bà. Hai bà ngồi đó. Rồi ba mẹ ngồi đi. Trời ơi, đợi là nó ký ông là không có sai ngại của anh được. Mẹ ký ông đúng ngày còn cũ rồi đâu có chất lượng. Nó là quan tính lắm nha. Không được. Anh được cái giá cả của chị nó còn đó là hứa là nó đúng ngày mà cũ thì vô nó xứng. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn lại video sau nha các bạn.